Mới đây, những tấm hình chụp lại khung cảnh của một hiệu cắt tóc được chia sẻ nhiều trên mạng buôn bán hội. Theo đó, khác với những tiệm cắt tóc bình thường, cửa hiệu này tạo nên sự khác lạ ngay từ hồ hiệu bên ngoài. Biển hiệu được vẽ chạm trổ rồng, hoa lá với đủ các màu sắc. Nhìn qua, người ta còn tưởng đó là bức tranh hay hồ báo dẫn vào tiệm bán đồ phong thủy, thờ cúng chứ không phải tiệm cắt tóc. Bên trong tiệm cũng không bình thường. Từ tấm gương cho đến bàn ghế đều được chạm trổ rất công phu. Nhiều dân mạng cho rằng, những hình ảnh này khiến họ cảm thấy rờn rợn hơn là thanh lịch trọng hay đẳng cấp vượt trội. Tấm hồ chỉ huy vào tiệm cắt tóc. Khung cảnh bên trong là đây. Chỉ có điều, riêng khoảng tạo ấn tượng thì có lẽ những hình ảnh trên đã làm quá mức xuất sắc. Ai nhìn thấy cũng phải nhớ mãi chứ không thể nào mà quên được.